từ công anh em. Giờ yêu cầu mà ở nhà ở không là nghỉ ra đi câu kiếm cá ăn thôi chứ không gì hết. Giờ được thêm người nữa nha, hồi bữa hai người nay ba người rồi. Giờ đi chế đông nha anh em. Rồi, nước đang lớn, đa số mình câu nước lớn rồi anh em. Hả? Đây ở dầm này hả? Ừ, xích ra ngoài chút, ra ngoài khơi nè. Nè giờ kênh siêu tẹt nha anh em. Đó, đây bè. Rồi giờ xuống cầu nha, quăng neo. Lá cầu không hết trời. Cái gì đây? Phải không? Hụt giật giật giật. Hụt trắng. Hụt trắng nha anh em. Rồi. Đó, lên con đầu tiên. Nào lên cá của em xem tiếp nè. Đem cá lên coi ơi. Bự nha. Cái này em. Mày. Mày nữa. Cái đù anh em. Á đù. Coi 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 cá quay cho anh em xem tiếp nha. Con kiều. Bữa nay mình khỏe rồi. Ngồi coi con câu rồi. Đoạn rồi, đoạn rồi, đoạn rồi. Đã không bạn? Út thép. Cá nha anh em. Nào lên hàng quay em xích lên tiếp nha. Ôi vô rồi. Chiên cái ngày bài luôn. Trời đâu mẹ chút xíu hết luôn rồi. Hên. Nóng cầu. Chọc quê ta. Anh em. Gì diễm thế. Ồ cốc trắng. Bự anh em. Giờ anh Bảo Quyền ngồi nhìn mình thôi. Tới giờ nặng khúc thôi chứ đâu phải làm hoài được. Nãy giờ không làm phiền đâu, mình chính dữ lắm rồi nè. Nãy giờ anh làm phiền mình đó. Ở gái anh em. Nào lên câu câu dính cái quay cho anh em xem tiếp nha. Gỡ đi. Nhà bưởi. Mày. Cái gì chạy ngược nước không vậy? Cái dứa rồi anh em ơi. Chạy ngược nước không? Chắc con cá phèn nữa rồi đó. Cá phèn nữa anh em, chạy ngược nước. Ồ, gâu đẹp không? Đẹp không? Cá đẹp quá. Đẹp không em? Bữa nay chúng bãi cá phèn này, không chúng cá cốt con cá phèn. Ồ, gâu ghê quá trời luôn. Không cạo gâu với chạy thường thường. Rồi, nào lên hàng quay cho anh em xem tiếp nha. Giờ gọi cá gọng lên. Câu 6 cần nha. Kia nó ăn nó gì bự cái gì dưới quẳng vậy nay khỏe rồi bạn em ơi. Nãy giờ mình mới được hai con rồi, anh được cùng bốn con rồi.
nhau rồi. Hút trắng nha anh em. Rồi nào lên hàng quay cho anh em xem tiếp nha. Con cá nha anh em. Con cá gì? Con cá nha anh em. Vô tình nè. Vô vậy cá ăn gì vô tình vậy. Dạ, trái giật con đám trái giật cái buông ra ra cậu cái cậu kia. Rút vàng nha anh em, rút thép. Đầu lên hàng quay cho em xem tiếp nha. Đánh cá anh ơi. Này giờ cũng dính đây cuối cùng. Kéo qua anh kia, bọc vào đầu kia, bọc cần kia kia. Dính rồi. Con nhớ kìa. Gỡ ơi. Gỡ đi cho nó quay đi. Đó, đó, gỡ đi. Giờ 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 đem ba học kia, rút cần lại. Sáu ngàn gì ra đây tao le cho mày. Cá út nữa anh em. Rồi này lên có cá, có ai, có. Thôi tôi quạt rồi. Cười ơi, thôi tôi kêu bỏ đại đi. Nào lên hàng quay tiếp nha anh em. Hàng anh em. Cái gì khủng quá anh em ơi. Cái gì vậy? Rồi gút. Gút anh em ơi. Tưởng nó ông chơi tôi nữa. Dạ, đây giá vừa mới thấy nè. Tôi thấy mặt nó. Vậy không? Nào đến hàng quay cho anh em xem tiếp nha. Quá cả. Cá bự quá, cốt trắng bự quá trời. Mình mới lên cá này mình dùng cộng cái. Em. Mà bị tiếp tục lên hàng. Trời ơi con quái vậy. Ui là trời đừng xuống cái kinh. Quá trời cá bự. Nào lên cá quay anh em tính nha. Cá dữ rồi. Chuột luôn. Đóng cái một, đóng giật giật như sao. Chuột. Điểm anh em nghe tượng đài ông Phan Hiển luôn. Ê, có dông cái nó vụt cái cọng dây à. Nghe mũi tàu của ông luôn nè. Chơi nghe mũi tàu của ông Hiển câu cá luôn anh em nè. Sông rộng lớn nha. Đây là chợ Năm Cần nha. Cá nãy câu kia giờ đây vụt xuống rộng rồi. Có tụng rồi, nói chung bữa nào đi cũng có tụng hết nha em. Không có cá hết mà nhiều ít thôi. Rồi, bắt đầu xuống câu tiếp. Mưa tới nè, chuyện mưa đang kịnh nha, không biết thoát không nè. Rồi nào đến hàng quay cho anh em xem tiếp nha. Giờ có dính không nữa. Làm hầm hố mấy cái dính không thôi. Dính viền. Đâu? Dính viền, dính đù, dính cái đù. Để xíu. Rồi dính theo dây kia đó là câu kia giật ra thì nè bẻ đầu anh em ơi. Dính vậy. Mấy con. Mới lên từng này mình cỡ cá xong thì giờ dính từng này. Cá đụng nó gì vậy? Không dính. Không dính anh em ơi. Mình bị con quỷ dám rồi. Rồi đi làm giờ về câu không có cá nữa. Nản quá. Cái gì? Út. Út trắng anh em. Nhỏ.
Rồi anh Hạng quay cho anh em xem tiếp nha. Đường mắt luôn rồi, cá đường mắt á. Cá đù. Nhìn vàng đâu vậy nè. Bữa nay bể đầu rồi anh em ơi. Chết rồi. Chết rồi. Anh em ơi. Còn quái gì nữa. Cá. Cá gì nữa. Cá ngát gì. Hay cá nâu nữa đây. Hay cá bọc. Cá. Cá. Ui. Vô anh Điệu ơi, thấy không anh Đoa, em nói rồi. Trời ơi. Rồi đủ vốn rồi, đủ vốn. Này ngát cái này ơi, bự quá. Chưa. Vô anh gỡ nè anh em. Đây chưa anh Đoa, đủ tiền. Rồi gỡ nè anh em. Đi coi, anh ghê chưa? Cái bóng, gì có bóng tượng. Bóng tượng đâu đây ta? Trời ơi ông con cá nó vừa cái lưới câu nè anh em. Ông này câu không gầy, cái tình trạng này nhiều à. Cá vừa lưới câu. Không biết ăn cách sao vô. Nào lên cá quay anh em xem tiếp nha. Lên hàng anh em ơi. Ô vũ còn nữa rồi, còn nữa rồi. Tại cái người chồng này thật sự là không thể nào chung sống được với. Lên hàng anh ba lên hàng nha, không biết hàng gì thế cũng quằn dưới lìa chưa ơi. Tuôn máy đúng không? Giữ rồi, giữ rồi, giữ rồi, quặng giữ rồi. Giữ rồi, giữ rồi. Giữ rồi, giữ rồi anh em ơi. Với công cần rồi nè. Đi xa xa đó, đọc lấy cái đứt dây, đọc cái cần. Giữ, 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 bự nó bay. Cả này cả ký lô luôn á. Giữ rồi, giữ rồi, giữ rồi, giữ rồi, giữ nè. Quá hay, quá hay. Trời ơi. Trời ơi, con quỷ. Quá ôi, con này con quỷ chứ con cá gì. Quay đây. Làm sao anh bằng cái ôi trời ơi, trứng hết hồn rồi. Nào lên hàng quay cho anh em xem tiếp nha. Vô rồi. Ừ, cái phèn nữa anh em. Ngon lành. Nào đến hàng quay cho anh em xem tí nha. Cái phèn.